Kim Hiền hạnh phúc bên chồng Việt Kiều Andy, hậu chồng đầu phản bội. Kim Hiền tên đầy đủ Nguyễn Thị Kim Hiền, cô sinh năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô được biết đến qua các bộ phim Dốc Tình, Hương Phù Sa, Ngũ Quái Sài Gòn, Mùi Ngọt Gai, Gia Đình Phép Thuật, Thiên Mệnh Anh Hùng và Mỹ Nhân. Là nữ diễn viên nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, nhưng tình duyên của cô không rực rỡ và suôn sẻ. Nữ diễn viên nếm trải đau đớn khi bị chồng đầu tiên phản bội, thế nhưng hiện tại cô đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình khi gặp người chồng thứ hai. Tuổi thơ khó khăn khi ba mẹ đổ vỡ. Kim Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó bên chân cầu Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh. 13 tuổi, cô phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Sau ly hôn, mẹ Kim Hiền quyết định đi tù. Cô sống trong tình thương và sự lo lắng, bảo ban của người cha. Chính quãng thời gian sống trong vất vả đã hình thành cho Kim Hiền nghị lực sống. Cô luôn tìm cách vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi đam mê của bản thân. Với niềm yêu thích diễn xuất từ nhỏ, cô đã rèn luyện, học hỏi trong đoàn kịch Tuổi Ngọc. Cô bé nghèo lần đầu bén duyên với điện ảnh qua bộ phim Cát Bụi Hè Đường. Sự nhanh nhẹn, hoạt bát và tổ chức điện ảnh của Kim Hiền đã được nhiều đạo diễn nổi tiếng thời đó phát hiện. Tuy nhiên, chỉ đến khi phim truyền hình Dốc Tình, Hương Phù Sa được phát sóng, tên tuổi của cô mới thực sự được nhiều người biết đến. Khán giả lứa 8X sẽ nhớ cô Thùy sống hết mình vì tình yêu hay út ráng thật thà, tốt bụng. Ở mỗi vai diễn, Kim Hiền đều bộc lộ khả năng nhập vai, lột tả chất riêng của nhân vật. Nét diễn chân thành, cá tính giúp Kim Hiền có được dấu ấn. Nhiều khán giả gọi cô gắn liền với nhân vật út ráng. Sau đó, Kim Hiền chăm chỉ đóng phim, tham gia nhiều dự án, có dấu ấn với nhiều vai diễn. Vướng thị phi từ trên trời rơi xuống. Khi đang tham gia nghệ thuật, Kim Hiền vướng phải thị phi khi bị nghi có tên trong danh sách những người bị bắt giữ tại vũ trường New Century, Hà Nội. Những ngày đó, diễn viên Mùi Ngọt Gai phải chống chọi với những búa rìu từ phía dư luận. Trước những chỉ trích của khán giả hâm mộ, cô chọn cách giữ im lặng. Cô nói, càng nói sẽ càng rắc rối. Khi dư luận đang ồn ào, mua vàng chiều hướng thông tin thì tốt nhất là nói ít và nói một lần về sự thật mà thôi. Càng giải thích, người ta càng nghĩ mình thế này, thế kia nên mới phải nhiều lời như thế. Nên tôi sẽ không giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Sự thật chỉ có một và sự thật nhất định sẽ được chứng minh. Sau đó, sự thật được làm sáng tỏ và Kim Hiền được minh oan. Sau sự việc, cô tiếp tục quay lại với con đường phim ảnh. Sau đó không lâu, một biến cố đến với Kim Hiền trên con đường nghệ thuật khi bộ phim Anh Chàng Vượt Thời Gian có sự tham gia của nữ diễn viên bị cấm sóng. Út ráng đó vô cùng bức xúc trước thái độ và cách làm việc của nhà sản xuất bộ phim đối với các diễn viên. Bộ phim Anh Chàng Vượt Thời Gian khi lên sóng bị xem là một thảm họa, kịch bản rời rạc, phi lý, đạo diễn cầu thả, phim cuối cùng đã bị dừng sóng. Cô bộc bạch, tôi là diễn viên và muốn đóng một nhân vật thật sự, chứ không phải làm cái bóng của nhân vật nào khác. Tôi không muốn tất cả công sức mà mình đã cất công gây dựng, bao tâm huyết đã dành cho vai diễn này lại bị đổ sông đổ biển vì những vấn đề như thế này. Ly hôn và hành trình tìm lại hạnh phúc. Kim Hiền từng có mối tình đẹp kéo dài hơn 6 năm với DJ Hoàng Phong. Trong khoảng thời gian yêu nhau, khi chia sẻ về bạn trai, nữ diễn viên dành nhiều lời khen có cánh. Trải qua thời gian dài gắn bó, hai người quyết định về chung một nhà bằng đám cưới diễn ra tại nhà thờ Tân Định. Tuy nhiên, 2 tháng sau lễ kết hôn, út ráng bất ngờ thông báo tin ly hôn với Hoàng Phong trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Sau này, khi nỗi đau dần nguôi ngoai, Kim Hiền mới dần tiết lộ đằng sau sự chia tay đột ngột. Cô đã bị người bạn đời phản bội vào đúng ngày kỷ niệm tình yêu 6 năm của cặp đôi. Lúc đó, nữ diễn viên bị sốc khi đối diện với sự lừa dối của người mà cô tin tưởng nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ, niềm tin, sự lạc quan và tình yêu đối với con trai Sonic đã giúp nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Kim Hiền tâm sự, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới. Tôi sẽ phải rũ bỏ tất cả mọi khổ đau để sống vì bé Sonic. Sonic là tất cả những gì tôi có, bởi thế, tất cả những gì tôi làm bây giờ đều là vì con trai. Sau ly hôn, cô vẫn chăm chỉ tham gia vào phim ảnh. Thời gian còn lại, Kim Hiền dành cho con trai Sonic. Gặp Andy, một doanh nhân Việt Kiều Mỹ, đã giúp Kim Hiền lấy lại những xúc cảm trong tình yêu. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Andy là người đàn ông chín chắn, điềm đạm. Anh tôn trọng quá khứ của Kim Hiền và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ bạn gái. Cô tiếp tục mở lòng và gắn bó hơn 2 năm với bạn trai Việt Kiều trước khi đến với đám cưới. Sau kết hôn lần 2, cô tạm gác công việc phim ảnh để theo chồng sang Mỹ định cư. Tại xứ cờ hoa, cô tự tay làm mọi việc trong nhà và chăm sóc con cái. Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thư thái bên chồng và 2 con. Để xua tan nỗi nhớ nghề, vào khoảng thời gian rảnh rỗi, Kim Hiền vẫn tham gia tranh thủ đi quay show, thực hiện một chương trình của riêng mình. Cô tâm sự, tôi có một tâm nguyện là sau khi các con ổn định, mình sẽ dành thời gian về Việt Nam, tham gia một bộ phim dù là vai nhỏ, vì tổ nghiệp đã cho mình, khán giả cho mình cái tên Kim Hiền. Hài lòng với cuộc sống trên đất Mỹ bên chồng con. Kim Hiền rất hạnh phúc khi chồng luôn san sẻ giúp đỡ vợ chăm con. Anh am hiểu pháp luật, nắm rõ chuyện học hành để chỉ bảo các con. Đối với Sonic, có thể nói, Andy đã ở mức thay thế người cha ruột. Kim Hiền thích cách hai cha con nói chuyện, chồng rất vui vẻ và ăn ý.
Về phần mình, Kim Hiền phụ trách việc nhà, lo sinh hoạt cho các con. Nhưng khi cần hỗ trợ về vấn đề liên quan đến y tế, chăm sóc tâm sinh lý cho Sunny tuổi dậy thì cô sẽ nhờ Andy. Là gia đình kiểu Mỹ nên cả hai có nhiều thói quen khác với gia đình ở Việt Nam. Họ tự do và tự lo, giống như hai đối tác trong cuộc sống. Là độc lập trong cảm xúc lẫn các vấn đề khác. Hai vợ chồng Kim Hiền tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Trong bữa ăn, cả hai thường chia sẻ công việc, con cái, một số chủ đề thực tế. Andy là thế hệ Mỹ con nên mang rất nhiều tính cách suy nghĩ của người Mỹ. Cô nói trên đất Mỹ, ai cũng phải chủ động kinh tế. Vợ chồng chỉ có khoản lo cho con là chung. Kim Hiền thấy điều này rất đơn giản, vì Mỹ là xứ nhiều cơ hội, ai cũng có thể đi làm. Lúc mới qua Mỹ, Kim Hiền mang sang một số tiền để trang trải cuộc sống. Tính cô độc lập từ nhỏ nên không gặp vấn đề gì cả. Kim Hiền có công việc và thu nhập ổn định. Một ngày của cô bắt đầu với lịch trình, lo cho các con đến trường, sau đó lao vào giải quyết công việc đến chiều tối. Gia đình chính là đòn bẩy giúp Kim Hiền nỗ lực không ngừng mỗi ngày. Không ít người hỏi cô, tiếc không khi rời Việt Nam cũng đồng nghĩa đánh mất nhiều thứ. Kim Hiền chỉ nghĩ cuộc sống là một sự lựa chọn và nữ diễn viên vui với những quyết định của mình. Ngược lại, Kim Hiền thấy bản thân bước sang trang mới với niềm vui ở xứ cờ hoa. Cô cũng chia sẻ những ngày đầu sang Mỹ, Kim Hiền hụt hẫng về cảm xúc. Không gia đình, bạn bè, người thân và cô bắt đầu từ con số 0, cố gắng hòa vào nhịp sống, sinh hoạt như một người Mỹ. May mắn cho Kim Hiền là khu cô sống tập trung đông cộng đồng người Việt. Những trải nghiệm va chạm trong 6 năm cũng khiến Kim Hiền bản lĩnh, tự chủ hơn. Kim Hiền học lái xe, trau dồi tiếng Anh và mở rộng mối quan hệ xung quanh. Việc thay đổi môi trường theo nữ diễn viên cũng là cách rèn luyện sự mạnh mẽ và điềm tĩnh để xử lý mọi tình huống cuộc sống. Hiện tại Kim Hiền có một công việc kinh doanh ổn định. Cô thích cảm giác bận rộn bởi nó khiến Kim Hiền cảm thấy yêu đời và trân trọng giá trị sống. Tại Mỹ, nữ diễn viên vẫn sản xuất show cá nhân về du lịch, đời sống. Kim Hiền nghĩ nghệ thuật thì rộng lớn và bằng cách này hay cách khác, cô vẫn được chìm đắm với nó. Kim Hiền có một tâm nguyện là sau khi các con lớn, cô sẽ dành thời gian về Việt Nam. Kim Hiền muốn tham gia một bộ phim hay xuất hiện trong vài chương trình tái ngộ khán giả.